Hello các bạn, đến với kênh của Click Gamer. Hôm nay mình sẽ làm series giải mã game này từ cấp độ 31 đến cấp độ 40. Các bạn hãy xem nhé. Chúng ta bắt đầu vào level 31 này. Tìm 8 con vật này. Một bướm này. Con chim xanh xanh cạnh này. Con cú này. Con vật. À, người cũng là con vật này. Bốn này. Cáo này. À, con châu chấu bên cạnh luôn này. Kiến ở bên dưới đá này. Nó được 7 rồi đúng không? Nó còn thì không thấy đâu. Có đám mây à? Các bạn đã được đám mây một lần này, đen này. Đó. Nó hiện ra run. Đó sẽ là con này là con thứ 8 này. Đó. Qua mà. Ta bắt đầu sang level 32 nào. Lưu em bé ngủ. Cái này mình thấy cũng khá khó này. Chúng ta sẽ úp màn hình điện thoại xuống này. Ôm màn hình thật sát vào nhé. Không được đúng không? Nắc này. Bây giờ chúng ta vừa úp vừa nắc này. Xong rồi kéo này. Xa xa xa. Khó đấy nhỉ. Đó, chúng ta chỉ cần úp màn hình điện thoại xuống rồi xa 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 xa. Thế là được. Khá khó đấy, mình làm khá lâu mình qua được màn này. Từ sau level 33 nào. Cứu bạn gái mẹ, mẹ này, bạn gái được. Chúng ta còn cách là cứu cả hai. Thì chúng ta chỉ cần cứu cả hai bằng cách ấn hai ngón này. Đồng thời ấn cả hai ngón cùng vào mẹ với cả cô bạn gái này. Đó, qua màn. Sang level 34 nào. Lái xe đến biển, đến cạnh biển báo, ấn này, không qua đúng không? Nó nhìn bên trên này, ra bay kéo được đi này. Cái lái xe có liên quan đến gì? Chắc không liên quan này. Kéo tiếp này, thám bay, hiện mặt trời này. Đó, thế là băng tan chảy là xe đi được qua này, qua màn này. Xong được 3 năm nào. Làm thế nào để ăn được củ cà rốt, đồng hồ. Cái mạng bên trên cũng không liên quan này. Nó đến được cà rốt. Đấy. Con thỏ này mình cũng không kéo đi này. Ơ cà rốt kéo rồi. Mình kéo sang con thỏ này. Đó. Qua màn luôn này. Sang level 36 này. Làm thế nào để hai người qua sông. Đúng rồi đúng không? Thuyền không di chuyển được. Nhưng bạn cần hai ngón tay. Kéo thuyền phọc to ra. Đó. Nó thành cái cầu luôn. Thế qua màn. Sang level 37 này. 3 số nào cộng lại thành 12. 3, 9, 5 đi. Sai đúng không? 5, xong 3 số là nhất. Nó không thể cộng được vào. À, 3 số nào. Có nghĩa là mình có thể ấn vào một số 2 lần cũng được. Thì đáp án mình chỉ cần 2 lần vào số 1 này. À, 2 lần vào số 3 này. Xong 1 lần vào số 6 này. 3 lần đúng không? 6 cộng với 2 lần 3 thành 12. Đó, đáp án là như thế nhé. Tiếp tục là sang level 38 nào. Bỏ tất cả mọi thứ vào trong hộp. Đây, bỏ điếu thuốc này. Kim cương này. Dưa hấu này. Nhìn củ khoai tây cười này. Đó. Vẫn chưa được đúng không? Bỏ tất cả mọi thứ vào trong hộp. Đây. Phải bỏ tất cả chữ tất cả mọi thứ trong hộp. Bỏ vào. Đó. Qua màn. Tiếp theo sang level 39 nào. Cùng đập chuột hamburger. Đó. Không đập. Chết. Khó nhỉ. À mình hiểu rồi. Đấy con chuột kéo được này. Các bạn chỉ cần kéo ra ngoài để vào cái chỗ búa này. Đó thế là con chuột bị bắt này. Qua màn này. Tiếp tục sang level 40 nào. Hô cao cầu giải cứu. Búa này. Đập không vỡ. Đá. Không được. Đấm không được. Xô không được. Bây giờ bạn quay ngược máy 180 độ này. Đó rơi ra chìa khóa này. Và đút chìa khóa vào là cứu được rồi chứ vào cổ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy like, share, subscribe kênh để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo.